Hello mọi người nha, thì lại là mình đây mọi người. Thì hôm qua thì mình định đi lên trên kia hái một ít lá nhíp và tìm một ít quả rừng để mà cải thiện bữa ăn tối á. Nhưng mà trời nó mưa cho nên là mình không thể quay tiếp được. Cho nên là hôm nay mình sẽ quay, mình sẽ làm, mình bới cái đá sau này ra nha mọi người nha. Mình bới hết cái đá đằng sau này ra và làm một cái con mương á, để cho cá này cá kia nó vô trong đó thì mình sẽ chặn đầu trên lại nha mọi người nha. Thì như vậy mình sẽ bắt được cá và sẽ có lương thực nha mấy bạn. Mình mời các bạn cùng theo dõi mình làm. Mình mời mọi người tham quan cái chỗ mà mình làm để mà mình có dự định bắt cá nha mọi người nha. Ở đây thì mình làm một cái đường nước nhỏ vô đây. Một cái đường nước này khi mà vô tới cái eo hẹp này á, thì con cá nó vô tới đây á. Mà trong này có cá thì mình sẽ chặn một cục đá ở chỗ này nha mọi người nha. Đó, mình sẽ chặn cục đá ở chỗ này. Và mình sẽ chặn một cục đá ở cái đường dưới này nữa. Vậy là con cá nó sẽ nằm ở giữa đây nha mọi người nha. Cá nằm ở giữa này thì mình sẽ tìm cách và mình bắt nó. Cái đoạn trên này thì mình làm rộng lắm nha mọi người nha. Ở trên này thì mình làm rộng khoảng 2 mét hoặc hơn 2 mét gì đó. Còn ở dưới này thì càng ngày nó sẽ càng hẹp lại. Hẹp lại và nó ra một cái rãnh nước nhỏ. Trong khi chúng ta chờ thời gian trôi qua mà để cá vô trong đó thì mình sẽ đi tìm mà thử coi có cái gì ăn được ở trong cái khu rừng gần suối hay không nha mọi người nha. Trong cái thời gian để mình chờ đợi coi dưới kia nó có cá không á mọi người à. Thì mình sẽ tranh thủ mình đi hái một ít lá nhíp cho mọi người nha. Đây, đây là lá nhíp nè mọi người. Thì mình sẽ hái lá nhíp để cải thiện ăn tối này nha mọi người. Đây, các bạn vô rừng mà các bạn thấy những cái cây như thế này là lá nhíp nha mọi người nha. Và cần phải có kiến thức kỹ lưỡng, nếu không thì chúng ta sẽ hái nhầm vào lá ngón nha mọi người nha. Lá ngón ăn rất là nguy hiểm và có thể gây lên chết người nha. Đó, lá nó cũng giống lá nhíp nhưng mà nó sẽ khác nha mọi người, nhìn nó sẽ khác.
mình sẽ hái một ít lá nhíp và tối trời nó mờ tối thì mình sẽ đi bắt cua nha mọi người. Để coi nếu mà có cua thì chúng ta sẽ nấu canh với lá nhíp này chúng ta ăn nha mọi người nha, cho nó đỡ đói. Nói chung là vô rừng mà kiếm được lá nhíp hoặc là cua cá này kia thì đó là nguồn thực rất là tốt, chúng ta phải tận dụng những cái đó. Kinh nghiệm đi rừng của mình thì cũng không được nhiều mọi người, cho nên là cũng không phải là loại cây loại lá nào mình cũng biết cả. Nói chung là cái nào mình biết thì mình sẽ sử dụng nó, còn cái nào không biết thì chúng ta không nên nha các bạn nha. Sẽ rất nguy hiểm khi mà các bạn vô rừng á mà các bạn không biết về cái loại cây đó mà các bạn ăn vào thì sẽ ngộ độc và sẽ có một mình chúng ta trong này thôi, cho nên là sẽ không có kịp để mà đi bệnh viện hoặc là ai đó sẽ vào đây giúp mình đâu các bạn. Lá nhíp thì thường thường trong rừng rất là nhiều các bạn nha. Lá nhíp thì rất là nhiều, các bạn chịu khó đi tìm một xíu thôi là ăn không có hết đâu. Trong rừng này có mấy cái cây sau lưng mình rất là to các bạn ơi, cây rất là lớn, khoảng 2 người ôm mới hết các bạn. Cây rất là to và cao các bạn, cây cao lắm. Mình đi nãy giờ thì mình cũng hái được một nắm lá nhíp rồi mọi người, mình sẽ hái thêm một ít nữa nha mọi người nha. Bên này mình đi rồi nhưng mà tới đây là nhìn không thấy lá nhíp nữa mọi người ạ. Có thể là mình sẽ đi xuống dưới này, đi xuống dưới này coi coi có lá nhíp không. Mình gặp cây bía nè mọi người ơi. Mình sẽ hái thêm một ít lá bía này nha mọi người nha. Đây là cây lá bía và mình sẽ hái thêm một ít nữa. Lá bía này ăn vào nó sẽ chua chua nha mọi người. Và đặc trưng của nó là cái nhựa nó sẽ là màu vàng nha mọi người. Cái nhựa nó màu vàng. Lá này rất là chua mà nó cũng không có thua kém gì là lá giang đâu mọi người ạ. Cái này về nấu canh cũng rất là ok đó. Cái bía và cái lá nhíp thì trong rừng rất là nhiều. Các bạn đi nhìn ngó mà thấy lá nào mà đỏ đỏ là nó đó mọi người ạ. Nó đỏ giống vậy nè, đỏ đỏ màu thâm mà giống màu hiếp vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi về nha mọi người nha, đi về coi ở dưới đó mình chỗ mình làm hồi nãy á có con cá nào nó vô không nha mọi người. Nếu mà có cá thì tối nay sẽ có một bữa ăn tối ra trò đó mọi người ạ. Thường thường những cái suối vậy thì nói chung là cũng có cá đó nhưng mà mình không biết là nó nhiều hay ít thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó và thử coi có con cá nào nó vô trong
trong cái chỗ mà mình làm không? Tôi có cá mấy bạn ơi. Ui, có hai con cá lóc mọi người ơi. Mình sẽ chặn cái chỗ này lại. Wow, không ngờ lại này có cá thiệt. Đâu mà dễ ăn vậy. Bây giờ mình chặn hết lại cái chỗ này lại nha mọi người nha. Mình chặn lại không thì cá nó sẽ đi mất. Hai con này nhỏ lắm mọi người ạ. Mình sẽ để máy quay ở đây để mình chặn cái chặn cái ở dưới này lại. Bây giờ mình để đây nha mọi người nha. Mình sẽ nhốt ở đây luôn nha mọi người. Để một lát nữa mình sẽ làm thịt nó ra và nướng nha mọi người nha. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hồi nãy mình đã bắt con cá lên và mình đã nướng chín rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ăn chiều nha mọi người nha. Bây giờ chiều rồi thì mình sẽ ăn chiều và tối nay mình sẽ không ăn nữa nha mọi người. Giờ mình xin phép mời tất cả các bạn thưởng thức cá lóc nướng cùng mình nha mọi người. Lúc nãy thì trong thời gian rảnh rỗi thì mình coi làm một đũa mà. Một đũa với một cái đèn mới gọi là cái gì, nhưng mà nói chung là mình làm để mình đựng muối hoặc là đựng cái gì đó, nói chung là muốn đựng cái gì thì đựng nha các bạn. Đây là muối mình làm nè mọi người. Mình sẽ lọc hết cái lớp da này đi nha mọi người nha. Giờ chiều rồi cho nên ở trong rừng á tiếng ve nó kêu rất ồn, mọi người thông cảm cho mình nha.
Đây, cá lóc mình sẽ chấm với muối ớt nha mọi người nha. Mình xếp mời cả nhà nha. Rất là ngọt mọi người ơi. Lúc này mình nướng xong mình nên ăn chín rồi, ăn chín thì nó sẽ không tanh, để nguội thì nói chung còn cá nào thì cá để nguội là tanh. Thịt rất là chắc nha mọi người. Các bạn thấy nào, nhưng mà mình thấy thì vô tới rừng thì không khí trong rừng nó rất là mát mẻ, và kiểu như không khí trời, đúng không? Khí trời nó trong lành nữa, chứ đi rừng rất là thích với mình với nhau mọi người. Chào mọi người nha, thì bây giờ là tầm khoảng 6:30 mọi người. Nhưng mà mình đi vô trong đây thì hồi nãy mình gặp mưa mọi người, và đóng lửa ngoài kia ra tắt, cho nên là mình đã vô trong lều và cắt nửa cái lều đi mọi người, cắt nửa cái sàn của cái lều đi để mình đốt lửa trong này để cho nó đừng có bị ướt nha mọi người. Mọi người ơi, thì tới giờ phút này cái video này nó cũng rất là dài rồi, thì mình cũng xin phép là mình sẽ tạm dừng ở đây nha mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip này của mình. Mình chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Mình xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha. Nếu mọi người xem mà thấy hay thì hãy like, comment và đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người.